Tiếp nối thành công từ chương trình năm ngoái, hành trình trải nghiệm Fuso năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn hơn tại 15 tỉnh thành dọc theo dải đất hình chữ S, tăng 6 tỉnh thành so với năm ngoái. Chương trình sẽ lần lượt diễn ra từ Nam chí Bắc với điểm bắt đầu là Kiên Giang và kết thúc tại Vĩnh Phúc. Hành trình trải nghiệm Fuso 2016 sẽ mang đến 6 dòng sản phẩm với phân khúc đa dạng từ xe tải nhẹ đến xe tải trung, xe tải nặng và xe buýt. Tham gia chương trình, khách hàng sẽ được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật, tư vấn lái xe an toàn hay chăm sóc và bảo trì xe miễn phí. Sau gần 2 năm chính thức ra mắt tại Việt Nam, thương hiệu Fuso đã dần tạo dựng được niềm tin trong lòng khách hàng Việt. Số lượng xe tải Fuso bàn giao cho doanh nghiệp mua theo lô trong năm 2015 tăng 62%, trong khi dịch vụ hậu mãi lập kỷ lục về doanh số bán phụ tùng khi vượt mức 238% kế hoạch đề ra.